Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để qua giới thiệu chủ gì và các bạn một số phô mai đây nha. Em chào chị. Rồi chị chào Tuấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về lô mai phôi, rất mong anh chị em cô bác gần xa nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ là ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại em cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc ạ. Vào đầu clip vẫn là cây số 1 ạ. Đây quý vị, mã số 1. Cao 52. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành quý vị. Rồi. Cái này có cái bộ đế cái mặt bên đây ha. Là lạ. Không để đó lạ ha. Mã số 1. Đó, qua mã số 2 luôn rồi quý vị. Cao 57. Cái hoành 18. Rồi, 18 hoành. Đây cành lực lực không ha. Đấy ha quý vị. Đầy đủ thật nha. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 2 này giao lưu 200 à. Rồi, cây luôn, qua mã số 3 luôn rồi quý vị. Cao 62. Cái hoành 18. Rồi, 18 hoành. Đây cành đều. Để dưới xe cũng đều luôn. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 3 này giao lưu 250 ạ. Rồi, số cây luôn. Còn mã số 4 luôn rồi quý vị. Cao 76. Cái hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 4 này giao lưu 109 ạ. Rồi, 109. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 5. Cao 79. Cái hoành 17. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Mã số 5 này giao lưu 200 à. Rồi, qua mã số 6 luôn. Cao 73. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Mã số 6 này giao lưu 107 ạ. Rồi, 107. Rồi. Mã số 7 luôn. Cao 37. Cái hoành 20. Rồi, 20 hoành. Để đây quý vị. Đế nó ngộ ngộ lạ lạ như con gì nhỏng đít nè. Bên đây con này. Giao lưu như chị. Rồi, mã số 7 này giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn. Giá giá rẻ hơn cái chữ rẻ bà con ơi. Cao 62. Cái hoành 17. Đây cành đều luôn. Giao lưu như chị. Rồi, mã số 8 thì giao lưu 106 à. Rồi, 106. Rồi. Cao 37. Mã số 9. Hoành 12. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 9 giao lưu 107 à. Rồi, 107. Cũng mời luôn rồi quý vị. Cao 59. Cái hoành 14. Rồi, tay cành đều luôn ha. À, nhỏ. Cây mạnh nghe cô bác chứ không phải cây cây yếu mà bán giá rẻ. Tại tụi em trả đất vét vườn á, thành ra bán giá nó hơi mềm nghe cô bác. Rồi. Mã số 10 này giao lưu 150 à. Rồi, xuống cây luôn. Có nhiều cô bác hỏi em sợ cây như thế nào mà bán giá rẻ quá. Cao 74, cái hoành 20. Rồi, tay cành đều. Rồi, để đây quý vị. À, có cây có đế hết trơn ha. Cái này cây nắp sâu xíu rồi là thấy nó nha, nhiều hơn ha quý vị. Rồi, giao lưu như vậy chị. 200 à. Rồi, 200. Rồi, cao 76. Cái hoành 16. Rồi. Rồi, để luôn.
Rồi, bao nhiêu chị? Rồi, mã 12 này giao luôn 140 ạ. Rồi, mã số 13 luôn. Cao 47. Cái hoành 20 đúng. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao luôn nha chị. Mã 13 này giao luôn 190 ạ. Rồi, 190. Rồi, tiếp tục mã số 14 luôn. Cao 32. Cái hoành 12. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, luôn đi, ngon lành luôn. Mã 14 nó giao lưu 160 à. Rồi, 160. Rồi, tiếp tục luôn. Cao 15. Cao 28. Cái hoành 17. Rồi, xe xe luôn. Này dáng vẻ đế luôn, cái cây này dễ thương lắm cô bác. Rồi, giao luôn nha chị. Mã 15 này giao luôn 180 à. Rồi, đúng cây luôn. 36 luôn à quý vị. Giá thu hồi vốn. Cho 29. Hoành 18. Rồi. Đấy đây. Cô bác thấy cái hình con gì chưa nè? Nè đó, hai chân nè giống hình con hung hung. Đó. Rồi, con hung câu cổ á. Hung câu cổ. Mã 16 này giao lưu 250 à. Rồi, mã số 17 luôn. Cao 70. Cái hoành 21. Rồi, 21 hoành. Cây trước đó nó đẹp đó chứ bụng. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi, mã 17 này giao lưu 200 à. Rồi, mã 18 luôn. Cao 62. Cái hoành 16. Thôi 16 đi, 17 hơi yếu một tí. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, nhớ như chị. Rồi, mã 18 này giao lưu 200 à. Rồi, số 19 luôn. Cao 37. Cái hoành 23. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, như chị. Rồi, mã 19 này giao lưu 200. Rồi, này chia đôi 200. Với tiền ship rồi nè. 620 luôn. Cao 49. Cái hoành 18. Cây này đẹp lắm cô bác. Đế đẹp ghê luôn ạ. Chân trống, chân chịu gì. Rồi, giao lưu như chị. Mã 20 này giao lưu 200 à. Rồi, chốt lẹ tay cho bác ơi, cây đó. Số 21 gì. 57 cao. Hoành 15. Mã 21. Đế đây. Đế cũng điều bầu hết rồi. Rồi, giao lưu nhiêu à chị? Rồi, mã 21 này giao lưu 160 à. Rồi, 160. 22. Cao 62. Hoành 17. Rồi, đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 22 này giao lưu 200 à. Rồi, 200. Qua 23 luôn. Cao 62. Cái hoành 20 đúng. Rồi. Chi cành đẹp quá. Đều. Như đây có cành thống ở đây luôn. Để luôn nào quý vị. Cái đuôi nhỏng nhỏng nha. Cái đuôi nè. Cái đuôi con gì đây nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 23 này giao lưu 200 à. Rồi, 200. Số 24 luôn. Cao 60. Hoành 20. Rồi, vô đế luôn nhiêu nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 24 này giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây 100. Số 25 rồi quý vị. Cao 66. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, để em nói luôn. Rồi, điều hết ráo bầu luôn á. Mã 25 này giao lưu 201 à. Rồi, 201. Rồi, qua 26 luôn. Cao 59. Hoành 19. Rồi, 19.
này rồi, phải giá 89 nữa thì đúng ha, cao 59 quanh 19. Giá thì 100. Giá thì 108. Rồi xuống cây. Cao 27. Ô quanh đây đây ha. Quanh đây 15. Đó chỗ này thì 19. Rồi. Sao 27. Bao lâu như chị? Rồi 27 này mình giao lưu 108 mà. Rồi. Ok. Sao 28 luôn. Cao 33. Quanh 16. Rồi, giao lưu như chị. Rồi mã 28 này giao lưu 109 à. Rồi mã số 29 luôn rồi quý vị. Cao 60. Quanh 17. Rồi. Vừa lắc vừa bay luôn á. Để đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Mã 29 này giao lưu 109 à. Rồi 109. Số 30. Cao 32. Cái quanh 19. Để nó luôn. Rồi, giao lưu như chị. Rồi mã 30 này giao lưu 200 à. Rồi, cây luôn. Rồi 31 là một cặp đôi nghe cô bác. Cặp luôn. Cao 26. Cái quanh 12. Bên đây quanh 11. Rồi, xây xây luôn. Cô đế nha. Thấy cưng không? Rồi, giao lưu nhiêu cặp vậy? Rồi, cặp 31 này giao lưu 200 à. 200, rồi, qua cặp 32 luôn. Cao 59. Quanh 12. Đây quanh 11. Rồi, xây xây luôn. Cặp 32 này giao lưu 200 à. 200 luôn. Rồi cặp 33 luôn. Cao 22. Cái hoành 12. Bên đây hoành 13. Rồi xây xây luôn. Rồi giao lưu như chị. Rồi cặp 33 này giao lưu 108 à. Rồi 108. Cặp 34 luôn. Cao 27. Quanh 13. Thôi đo trên đây luôn đi. Đây quanh 10 đúng. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như vậy. Rồi cặp 34 này giao lưu 108 à. 8. Rồi qua cặp 35 luôn. Cao 19. Quanh 14. Bên đây quanh 12. Rồi xe xe luôn. Đế đẹp cô bác ơi. Cặp này đế đẹp không à. Rồi giao lưu như chị. Rồi cặp 35 này giao lưu 150. Rồi 150 2 cây. Cây tặng cây. Rồi cặp 36 luôn. Cao 26 luôn. Quanh 13. Đây quanh 10. Thôi 13 luôn đi. Rồi đế. Cái rồi. Nào cũng 14 yếu. Rồi cặp này giao lưu như chị. Cặp 36 này giao lưu 160 à. Rồi 160. Giá quá rẻ luôn. Rồi, cặp 37 luôn. Cặp 36 đó chốt lìa lìa cô bác ơi. Cao 21. Cái quanh 12. Bên đây quanh 12 luôn. Rồi. Rồi, giao lưu như chị. Cặp 37 đi giao lưu 150 à. 150. Cặp 38 luôn. Cao 32. Cái quanh 10. Bên đây quanh 10 luôn. Rồi, để luôn. Cây này nè, dòm vậy nè, ngay cái hình luôn nè. Hình con gì có cái đuôi nhỏng lên luôn nè, thấy không? Nè, nó quay về giờ mới thấy nè. Đó. Rồi, cặp 38 này giao luôn 103. 103, 2 cây. Cặp 39 luôn. Cao 39 luôn. Quanh 12. Đây quanh 12 luôn. Rồi, 12 quanh hết của gì ạ? Rồi để luôn. Rồi cặp này giao lưu nhiêu chị? Cặp 39 đi giao lưu 150.
rưỡi hai cây 10. Cao 55. Hoành 14. Ở đây 15 đi, 10 16 yếu. 14 hay 15. Rồi để đây. Rồi, giao lưu như chị. Cặp 40 này giao lưu 190 à. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 41 luôn. Cao 27. Giá rẻ bất ngờ. Hoành 17. Bên đây hoành 14. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 41 này giao lưu 200 mà. Rồi, xuống cây luôn, 200. Cao 49. Hoành 15 yếu, 14 đi. Đây hoành 11. Rồi, để luôn nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 42 này giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 43 luôn rồi quý vị. Cao 60. Hoành 12. Hoành 15. Rồi. Để em nói luôn. Rồi, giao lưu như chị. Cặp 43 này giao lưu 200 à. Rồi, cây luôn. 4 luôn cái gì. Cao 28. Hoành 14. Hoành 14 luôn. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Cặp 44 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn. 45 luôn rồi quý vị. Cao 44. Cái hoành 15. Hoành 15 luôn. Đây cảnh khá qua đây quý vị. Đế cũng khá, đế luôn nè. Nè. Đặt bầu hết ráo. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, cặp 45 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn. 46 luôn. Cao 52. Hoành 12. Bên đây hoành 15 đi. Rồi, em 12 hoành, em 15 hoành. Để đây. Rồi, giao lưu như chị. Mã 46 này giao lưu 220 à. Rồi, xuống cây luôn. Giao lại giúp chị. Cuối clip em cũng không có gì hơn, chúc cô bác, anh chị em trên mọi miền đất nước một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc à. Nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop em, cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.